Hoàng ơi, mình lại bị bắt nạt rồi. Cậu có món bảo bối nào thì cho mình mượn đi. Ừ, bắt nạt à? Được rồi, xem đây. Đèn pin phóng lợn. Từ đó Nobita trở nên mạnh mẽ hơn và không bao giờ bị bạn bè bắt nạt nữa. Đúng vậy. Một trong những trò khiến tôi ngứa mắt nhất thời đi học, đấy chính là bắt nạt. Dù cho bạn là ai, từ trai đẹp cắt đầu moi cho đến weebu ở đáy xã hội, tất cả đều có thể là nạn nhân của bắt nạt. Vậy bắt nạt là gì? Theo Wikipedia, bắt nạt. Này thằng kia, mày thích đọc định nghĩa từ sách giáo khoa không? Ờ, nhưng đây là video của tớ mà, tớ phải giải thích cho người xem chứ. À, mày cãi tao đây à? Hôm nay tao đánh chết mày. Cãi này, bắt nạt này. Ê, ê, sao mày lại vuốt má vào dùi cui của tao? Ngứa đòn này. Một là bắt nạt ngôn từ. Loại này có lẽ là loại phổ biến nhất. Không giống như bắt nạt thể chất, là bạn sẽ bị người ta gây sát thương vật lý. Bắt nạt ngôn từ sẽ giống sát thương phép là nhiều hơn. Ở thời của tôi ấy, nó sẽ là những câu xúc phạm kiểu đồ lùn, đồ xấu trai, đồ bê đê, mẹ thằng béo, nhắm vào điểm yếu đối phương để miệt thị. Nhưng nếu bạn nghĩ cái đáng sợ của loại này nó nằm ở sát thương ấy, thì không. Vì cái đáng sợ nhất của loại này nó nằm ở khả năng lây lan cực nhanh của nó. Yêu thằng weebu, yêu thằng weebu. Nào cả lớp, trật tự nói theo cô nào. O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ. Ô thì là weebu. Đối với cái loại này thì cách khắc chế rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhớ đúng ba từ duy nhất mà tôi sẽ dạy bạn ngay sau đây. Đấy chính là rồi sao nữa. Nếu đối phương xúc phạm bạn bằng câu gì, chỉ cần bình tĩnh đáp lại rồi sao nữa. Mày là một thằng béo. Rồi sao nữa. Mày là một thằng ngu. Rồi sao nữa. Không có ai trên đời yêu quý mày hết. Rồi sao nữa. Cay không? Cay chứ. Làm được gì không? Không. Rồi sao nữa. Áp dụng ngay trước khi video này nổi tiếng. Hai là bắt nạt thể chất. Loại này thì hơi khó đối phó hơn loại trước, bởi vì nó nhắm đến một trong những nỗi sợ lớn nhất bên trong mỗi chúng ta, đấy là sợ ăn đòn. Nguyên nhân của loại bắt nạt này thì cũng khá là mơ hồ, vì đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự thật là người ta đánh nhau chả vì lý do gì cả. Ô, chào bạn, mặc bạn bị làm sao thế? Hả? Mặc tớ bị làm sao cơ? Bị bố mày đấm. Tôi phải thừa nhận là không có cách giải quyết triệt để nào cho vấn đề này cả. Bạn không thể mách cô, vì theo logic của giáo viên ấy thì khi hai đứa học sinh oánh nhau, lỗi sẽ chia đều cho cả hai. Chính mắt tôi hồi cấp 2 từng chứng kiến hai đứa oánh nhau, và khi giáo viên xuất hiện, cả hai đứa, cả thằng đánh lẫn thằng bị đánh, đều bị đình chỉ học. What the... Nó là đứa bị đánh mà cô. Cách duy nhất để đối phó với loại này, đấy là phải có bạn bè. Một người sẽ ở bên chúng ta kể cả là trong những lúc khó khăn nhất. Một người đồng chí sẽ sẵn sàng tham gia cùng ta kể cả là trong những trò đần độn nhất. 199 không. Nó phải là bao nhiêu ạ? Số theo ý anh em luôn. Không. 100. Thế là bao nhiêu nào? 100. 100. 188.000 đi. $188,188,000. Quá tuyệt vời. Nhưng bạn biết cái gì đáng sợ hơn bắt nạt không? Đấy là quảng cáo. Video này được tài trợ bởi Honkai Star Rail. Honkai Star Rail là game nhập vai chiến thuật với chủ đề khoa học và vũ trụ. Đồ họa sắc nét, âm thanh đỉnh cao, lối chơi dùng não là những thứ mà Honkai Star Rail có. Game được phát triển bởi HoYoverse nên không phải bàn về chất lượng. Phiên bản 1.6 chào mừng hai nhân vật mới, Rangmei và Dr. Rachel. Bạn biết điều gì tuyệt vời hơn một người phụ nữ xinh đẹp không? Đấy là một người phụ nữ có não. Và Rangmei có cả hai thứ đấy. Không những tài năng mà còn cực kỳ tao nhã. Siêu hỗ trợ 5 sao mang thuộc tính băng giúp nâng tầm sức mạnh đội hình của bạn. Khống chế đối phương, phá vỡ điểm yếu là những gì mà cô có. Yeah baby, that's what I've been waiting for. That's what it's all about. Đi cùng với Rangmei là Dr. Rachel. 5 sao, thuộc tính số ảo, gây sát thương lớn, đẹp trai. Nhưng quan trọng nhất là
miễn phí. Đúng vậy, chỉ cần chơi game là nhận ngay nhân vật 5 sao miễn phí. Và còn rất nhiều tính năng khác trong phiên bản 1.6 như là nuôi thú cưng này, thử thách bản thân với boss mới này, nhân vật mới nữa, 10 vé gác cha miễn phí và vô vàn phần quà giá trị khác đang chờ đợi bạn ở bản cập nhật 1.6 của Honkai Star Rail. Trải nghiệm ngay Honkai Star Rail theo đường link tôi để ở dưới. Game có mặt miễn phí trên mọi nền tảng mobile, PC và PS5 có tiếng Việt. Cảm ơn Honkai Star Rail vì đã tài trợ video này. 3 là bắt nạt mạng. Nó trông như thế nào nhỉ? Bắt nạt mạng có lẽ là kiểu bắt nạt khốn nạn nhất trong tất cả các loại bắt nạt tôi vừa kể trên. Loại này cực kỳ nguy hiểm vì không giống như hai loại trước. Chỉ xảy ra khi ở trên trường thì loại này sẽ không buông tha cho nạn nhân của nó kể cả khi đã về nhà. Vì Internet là một chiến trường cực kỳ tàn khốc. Người ta soi mói nhau vì bất cứ lý do gì. Yêu thằng để ảnh đại diện là hình anime, thằng Weibo. Yêu đã xấu mà lại còn dám dùng ảnh thật. Yêu tao soi mói mày để cảm thấy khá hơn vì tao là một thằng thất bại trong cuộc sống. Rất tiếc phải nói là đối với loại này tôi không có giải pháp. Block đối phương cũng chả thể xóa được những lời tiêu cực đã ghim vào não của mình. Cách duy nhất có hiệu quả là tìm một sở thích khác, vẽ tranh hay là âm nhạc. Bất cứ thứ gì khiến bạn rời xa Internet sẽ là cách hiệu quả nhất để chống lại bắt nạt mạng. Và để kết thúc video, để tôi kể bạn nghe về một trường hợp bị bắt nạt tệ nhất mà tôi từng được chứng kiến. Đây là câu chuyện về vợ tôi. Câu chuyện bắt đầu trong một buổi họp lớp cho dịp văn nghệ cuối năm. Các bạn biết mấy buổi này thường diễn ra như thế nào ở đây? Mọi người hăng hái đưa ra ý tưởng, nhưng khi hỏi ai làm thì tất cả đều lặng im. Mọi người đùn đẩy trách nhiệm cho nhau vì không phải ai cũng muốn lên sân khấu. Em là người duy nhất dám đứng dậy vì em không muốn mọi người bất hòa với nhau. Vài người vỗ tay, họ thở phào vì họ không phải lên sân khấu. Vài người lại quay ra nói em là con làm màu, là đồ chảnh chọe. Chúng nói em thích thể hiện dù em đã đứng lên nhận làm thứ mà chúng không muốn làm. Em có một người bạn, tuy học khác trường nhưng đủ thân để em nhờ đưa em đến trường ngày biểu diễn. Chỉ có điều thay vì đứng ngoài như đã hứa thì cậu đã lẻn vào trường để theo dõi em. Em lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng chứng kiến. Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ tim mình đập nhanh đến nhường nào khi lần đó thấy em. Nhưng không giống như cậu, vài người lại không tận hưởng màn trình diễn của em lắm. Chúng không thể chấp nhận thành công của người khác, vì thế chúng chọn làm việc giỏi nhất mà lũ thất bại hay làm: chơi xấu. Chúng lên lớp tìm cặp sách em, lấy sạch quần áo ra rồi nhồi vào trong mấy thứ linh tinh để em không nhận ra rằng đồ bên trong đã bị đánh cháo. Lũ đốn mạc không để lại gì cho em ngoài một cái chân váy mỏng tang giữa mùa đông miền Bắc. Và rồi khi buổi diễn kết thúc, chúng lừa lấy luôn cả bộ váy biểu diễn của em khi em đang thay đồ trong toilet. Chúng bỏ em lại không mảnh vải che thân giữa tiết trời chưa đến 10 độ C của mùa đông Bắc Bộ. Em chẳng làm gì sai cả. Tại sao họ lại làm thế với em? Em lên sân khấu vì mọi người, vậy tại sao lại đối xử với em như thế? Chẳng biết nữa, con người mà. Về phần cậu bé, 5 phút, 10 phút, cho đến khi mọi ánh đèn trên sân trường đều tắt ngóm, cậu vẫn chẳng thấy em đâu. Cậu tìm từng phòng học, hỏi mọi người bạn mà cậu biết nhưng vẫn chẳng thấy gì. Lý do duy nhất cậu tìm được em là vì cậu đã liều xông vào toilet nữ. Kiều ơi, cậu trong đấy hả? Hả? Mất quần áo á? Thôi, mặc tạm cái này đi. Quần thì chờ tớ tí. Cái gì? Không quần thì lạnh á? Xin lỗi người đi. Lông chân đàn ông chính là lớp cách nhiệt tốt nhất. Sau ngần ấy năm, em vẫn là thứ đẹp nhất mà ta từng được thấy. Này người xem ơi, để một người bị bắt nạt tự cứu lấy chính mình thì thực sự rất khó. Nhưng để giúp một người khỏi bị bắt nạt thì dễ hơn chúng ta tưởng nhiều đây.